Router Wi-Fi 4A phiên bản Gigabit của Xiaomi nâng cấp toàn diện 3 cổng Gigabit gồm 2 cổng LAN và 1 cổng WAN cho khả năng tương thích tốt với băng thông tốc độ cao 1000 Mbps trên giây, kết hợp với 4 anten khuếch đại đa hướng phủ sóng rộng khắp toàn bộ ngôi nhà của bạn, đồng thời hỗ trợ 2 băng tần Wi-Fi là 2.4GHz và 5GHz tốc độ cao với tổng băng thông đạt 1167 Mbps trên giây. Nâng cấp bộ nhớ RAM 128MB đảm bảo kết nối ổn định cho khoảng 128 thiết bị cùng lúc. Đặc biệt, nâng cấp chip xử lý 2x4 luồng hiệu suất mạnh mẽ cho trải nghiệm chơi game giải trí tốc độ cao vô cùng mượt mà. Bên cạnh đó, mặt dưới của router được thiết kế rất nhiều các khe gió thoáng khí cho khả năng tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo hiệu năng ổn định lâu dài. Đặc biệt, kết nối app thông minh Mi Wi-Fi, bạn có thể tùy chọn kiểu bảo mật, cấp độ bảo mật, thay đổi mật khẩu dễ dàng và an toàn. Hơn thế nữa, bạn có thể quản lý kiểm soát các thiết bị được phép và không được phép truy cập vào các trang web mà bạn chỉ định, đồng thời có thể giới hạn thời gian truy cập internet mỗi ngày, đặc biệt hữu ích cho những gia đình có trẻ nhỏ. Tổng kết lại, router Wi-Fi 4A Gigabit là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mọi gia đình Việt.